phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Chương trình thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng, hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2024 do đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức, với mong muốn đem sức trẻ của mình giúp đỡ những người thực sự cần máu. Đây là một cái hành động rất là ý nghĩa và nhân văn, nên là tôi cũng mong tất cả các bạn thanh niên cũng như là tất cả mọi người thì cũng đóng góp một cái phần nhỏ cho cộng đồng. Đây là chương trình Hiến máu tình nguyện diễn ra hàng năm do đoàn khối doanh nghiệp tỉnh phát động. Với tinh thần xung kích tình nguyện, qua mỗi năm, số lượng đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu ngày càng tăng, số lượng máu thu về cao hơn năm trước. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Mỗi một năm thì hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Vĩnh Phúc, thì đoàn khối doanh nghiệp phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ và Viện huyết học truyền máu Trung ương thì mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức một đợt hiến máu cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn khối. Trong đó là vận động chủ yếu là đến đội ngũ công nhân viên là thanh niên. Thì mỗi một năm thì mỗi một đợt hiến máu như thế này sẽ thu được khoảng tầm hơn 300 đến 400 đơn vị máu để phục vụ công tác cứu người. Và cái việc này thì là cái việc làm thường xuyên hàng năm đoàn thanh niên đều tổ chức. Năm nay thì kỷ niệm 15 năm thành lập đoàn thanh niên khối thì chúng tôi cũng tổ chức trước cái thềm kỷ niệm đó, cũng là một cái hoạt động để chào mừng. Năm nay với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, số lượng thu về dự kiến đạt 250 đơn vị máu. Kết quả của chương trình Hiến máu tình nguyện góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu, đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.